Trưa ngày 30 tháng 4, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Tuy Hòa đã ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên dùng xe độ gây huyên náo quanh khu vực quảng trường Tháp Nginh Phong. Trung tá Trương Chí Thông, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an Tuy Hòa cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác của đội phát hiện nhóm 7 thanh thiếu niên dùng xe độ có tiếng ồn lớn chạy thành đoàn quanh khu vực quảng trường Tháp Nginh Phong. Trung tá Thông cho biết. Qua kiểm tra, đã lập biên bản xử lý đối với 8 trường hợp điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế, ống giảm thanh gây tiếng ồn lớn. Các trường hợp vi phạm có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Các thanh thiếu niên này đến từ huyện Sông Hinh, thị xã Sông Cầu. Bước đầu nhóm này cho biết do hôm nay là ngày lễ nên rủ nhau đi xe độ đến thành phố Tuy Hòa vui chơi.